mình chuẩn bị luộc ốc hả? À, luộc ốc chưa mua hả? Chỉ luộc ốc ra chín rồi đẹp. Cái này mình luộc gì? Cái này đại hội. Đại hội ẩm thực và vlog. Một nữa thì cầm máy, còn một nữa thì đổ đi. Rất là nhiều bánh ăn tới ngày mai luôn. Đó. Ủa bánh này là nhà anh làm cái gì? Không, bánh này là ngay chỗ ở Thịt Kiến, nó cách đây khoảng 10 cây. Ở xã Long Hòa. Ngay cái tiệm bánh này nó rất là nổi tiếng. Mà mình cảm thấy là ngon, giống làm giống như cái hương vị truyền thống á, chứ không phải bây giờ ở Sài Gòn. Bánh bò phải không anh? Nếm bò. Bánh khoai mì. Bánh khoai mì, khoai mì nướng ha bác. Chỉ mua được 3 loại thì mới làm. Cái này là đậu xanh. Không để người ta để chỉ để làm công phu quá ha. Tiệm bánh da lợn, bánh bò, bánh miếng thì vậy thôi. Cái này là ngày đậu xanh thứ này rồi. Ngay ngã tư hả? Ngay ngã tư về. Đây là khoai mì nè. Cái này siêu thị điện máy ngã ngã tư Lạch Kiến á. Chỉ tới người ta tới đường nghe. Tới ngay ngay chợ Lạch Kiến hay ngã tư Lạch Kiến là hỏi là ai cũng biết. Đây là rau cải. Mình chuẩn bị ăn lẩu. Đây trái bắp. Bắp rất là tươi, mới hái luôn. Giá đổ. Đây là cái salad, nãy hồi mình ăn bánh xèo. Đây là rau dại. Vậy nãy giờ là nhìn tao là hồi nãy giờ em cứ đinh nên em tìm một ông giống một thằng Sơn để là ông Bảo. Bia đi, bia một bia. Tại là nghe cái ông kia nói vậy đâu. Uống nước ngọt hay chưa có, bia nha. Chưa có đá. Đâu? Anh Sơn, hồi nãy giờ em nói anh ông giống nhiều người. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
Đưa em, em hỏi anh gì vậy? Dạ được. Bây giờ mình ăn gì ta? Cho vô đá luôn. Tao không có đá. Ông quay qua ông nói thối cầu thì quất cười mặt anh cũng hài hài. Cái gì nhỏ? Giờ mình ăn nghe. Mình thử cái món khô này trước mới được. Anh Vũ, thêm cục đi. Em nói cá này cá gì quên rồi. Cá dứa không? Cá lạc. Khô cá lạc. Cá lạc khô cá lạc. Đây là tô đựng vỏ ốc. Nè. Bốn lượng được. Hoa. Khô cá lạc. Ôi. Trời. Nè tô đựng vỏ ốc nè. Đâu gấp đá đi. Uống lạc thiệt. Dạ. Đúng rồi. Trong nước mắm ngon. Đợi nó lạc mới có nước mắm mè mới ngon. Giờ bắt ra cái cây này. Bây giờ mình lắp cơm đi rồi. Còn ai thiếu đá không à? Anh Sơn thiếu đá kìa. Anh Bảo. Chị ăn cơm luôn đi chị. Bẩn chắc. Bà bảo cái ăn em kìa. Chị ơi chị ngồi đây bánh còn chỗ. Chị ăn cơm luôn đi. Bỏ nó ăn đi. Xây luôn bỏ luôn. Bây giờ mình nha. Bây giờ mình làm cho ăn cơm ngon lắm. Không, bây giờ phải có diễn viên chính vô rồi nghe đây nè, đang live stream truyền tiếp lên khắp năm châu luôn rồi. Phải có chip cút mới được. Nhân vật chính phải vô đây nè. Nhân vật chính hả? Đây, đang live stream. Thì cho nhân vật chính mới bữa tiệc mới bắt đầu được. Để cho mấy cô em nhận. Tao thích xem. Ủa, quen anh đâu? Đồ ăn chay à? Đồ ăn chay, đồ ăn chay. Gì mời bác Vương Tô trời. Cái tô này của mình mà hoài hay ngon à. Ngon luôn. Anh dời lên cao. Ngóng nè. Nè vậy mình xớt ra chén này đi. Vậy là ốc cà na. Cà na xí muội. Đây là nhã.
Chào chào chào. Hello, ngon quá trời luôn. Là đúng miền Tây em mà. Nhưng mà em không giới thiệu được tên anh. Dưa nước nhãn chứ ngon. Không, em nói anh kia. Có nhiều lúc em giờ ngoài luôn. Đã chào. Tranh thủ bao nhiêu giây nữa. Anh là anh Liên. Là bên đây là phu quân của chị Sơn Ca. Đây đây anh Hoàng Sơn. Kế bên anh Tính Dương. Anh Bảo. Anh Bảo. Dạ. Thẩm và anh Thẩm. Thẩm Mỹ Viện á. Thẩm Mỹ Viện á. Thẩm Mỹ Viện chính xác. Đúng rồi đó. Còn bên đây anh Vũ. Còn bên đây anh Vĩnh Long. Thẩm Mỹ Viện. Em làm Thẩm Mỹ Viện luôn á. Em là phu nhân của anh Sơn. Anh ngồi đó. Chào mọi người. Và buổi tiệc chúng mình sẽ bắt đầu. Chị Lý Nguyên Cưng. Để cho đẩy em bé Nguyên Cưng. Muốn bếp làm gì đây? Cho nổi tiếng. Cho nổi tiếng. Chết trời xong rồi. Bếp ra nó đổ ra nha. Còn ốc vô bia luôn rồi. Anh Sơn con ốc vô bia. Anh cũng ngồi lui đó. Đấy, cái món này là món mới đó các bạn. Dựng giả miền Tây. Ốc tấm bia. Ốc tấm bia. Rồi ngày mai là món mới. Đồ này toàn món ngon không à. Đây rồi sau đó tấm nước mắm. Cái này là mấy món này là cá kèo giả luôn đó. Cá kèo chiên xù. Bữa nay em thùng nó này đó là có cần cơm thì thế chưa? Ăn kia không? Ở nay nhà chị Thẩm ăn chay hết hả? Như vậy là bảo là nói chuyện với anh chị Thẩm ăn chay mà giờ thấy được không? Có đồ chay nè, chị Thẩm ăn chay. Rồi ăn đến bảo ăn cơm rồi. Ở nhà của ăn mặc dạy no rồi. Ủa ăn chay đi để nó ăn nhầm nó nóng rồi. Thôi để ta bán kéo ra đi. Nhầm mình phải là mình biết là không chi tới nhà tôi nhớ. Cái này gọi là một bọn không không bạn thử ra. Cái thì xong sao ta thử. Là nó nguyên nó hành không em tại ai mà có cái vị cá nó nè hả quậy như vậy là với ngọt ngọt chưa nó ngọt ra thì làm ta là nghe làm bồn bồn đẹp cho phụ nữ bồn bồn nó cà mau á nó ra làm cái chua á nghe bồn bồn có bồn bồn với đau ngổ đó giống nhau ngang này nè à, giống đau ngổ ha bồn bồn lớn một rồi nè đau ngổ có cái mai mấy anh em xuống chơi là nó bao nhiêu đó thì phụ nữ em là hai nơi giống mướt hơi đắng đắng mướt á. Anh Bảo thì có xe là bị đó đúng là phí luôn. Hồi trước không có gạo ăn độ mấy cái rau. Tận đây. Ngon miễn phí. Dám ba đến bốn người. Mấy chị ở trên chân điện trang. Rồi sang số hưởng nè. Đồ ăn dọn lên nhìn giống như trong nhà hàng vậy. Cứ dịp quay thôi. Không cái đó là hầu cái mình luôn, cái bí quyết á anh. Ví dụ như em thấy cái ngày đó mà trời nó âm u quá không ai đi quay phim quất cái áo màu đỏ lên là tự nhiên em nổi thôi với cái màu nền. Mặc dù cái mấy ngày đó người ta chán coi video mà nhìn thấy màu đỏ là nó cũng được được ha. Màu đỏ lên đẹp đó nghe thì chú ý nổi đúng rồi. Mạo hiểm quá vậy. Ra bể ra cái này vậy. Đế, anh Sơn có cái đế. Cái cục hồi nãy cái đế. Cái đế đang nằm kìa. Trời ơi. Không còn đâu. Sao leo ghế vậy? Nè lấy cái đế nè tè. Ông Sơn á, ông giật, ông để cái máy nó giật luôn mà. Quay lại cái đứt rồi lại, xây lại. Cái này là không đảm bảo nha, mới lon đầu tiên nha. Vậy không quảng cáo. Ngoài đó không có gì ngày mai phải ăn nữa. Mới bánh thịt ra ăn món hàng nữa ha. Nên chuyển lại ha. Đó bảo. Ở đây đừng thấy chạy một giấy dối nha. Dối cho tay nó dài. Cái này phải lấy đôi đũa mà chiêu nó ngon. Dối bát con thiếu. Cái chạy nó dài. Lấy nó tươi. Cái chạy nó ăn cái con nó. Cái con nó kia đó. Ăn chay cùng hộ bên đây. Nhưng mà đem bên kia ăn luôn rồi.
Rồi tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.